Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Samsung khiến fan choáng váng với camera độ phân giải rất cao. Cảm biến camera 200. ISOCELL HP1 của Samsung sẽ ra mắt trên Motorola Moto X30 Pro vào ngày 2 tháng 8. Sau đó, ông trùm công nghệ Hàn Quốc sẽ giới thiệu một cảm biến camera 200. Khác là ISOCELL HP3. Và mới nhất, theo tài khoản Twitter Galaxy Club, công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc dành cho thuật ngữ Hexa Bình Phương Pixel. Đây là độ phân giải khổng lồ nhất từ trước đến nay trên smartphone. Giới chuyên gia vẫn chưa hình dung ra được hình ảnh ở độ phân giải này sẽ có độ chi tiết, sắc nét và chân thực tới mức nào. Và dù chưa có bằng chứng nào về việc cảm biến 450 pixel sẽ xuất hiện, nhưng với quá khứ huy hoàng về khả năng phát triển công nghệ xuất sắc của mình, Samsung gần như sẽ là hãng đầu tiên làm được điều này trong tương lai gần. Tin tức tiếp theo trong ngày hôm nay, thực hư việc Samsung ngừng sản xuất chip Exynos. Trong cuộc gọi hội nghị quý 2 năm 2022, Samsung đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng họ sẽ ngừng kinh doanh chip Exynos của mình. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số cửa hàng báo cáo rằng Samsung đang làm việc trên một chip tùy chỉnh đầy tham vọng dành cho các flagship Galaxy. Vì xử lý này dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025. Một báo cáo rầm rộ tại Hàn Quốc từ tháng 5 cáo buộc rằng Samsung sẽ bỏ qua việc phát hành Exynos dành cho các flagship Galaxy vào năm tới và năm 2024. Thậm chí nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo còn khẳng định dòng S23 năm sau sẽ chỉ trang bị chip Snapdragon. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của Samsung cho thấy rằng công việc đang được tiến hành trên bộ xử lý Exynos thế hệ tiếp theo. Vì vậy, hãng cần phải cải tiến bộ phận này để thực sự cạnh tranh với Qualcomm và Apple. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua thông tin cuối cùng trong ngày. Giá iPhone 11, 12 và 13 đồng loạt lao dốc. Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là iPhone 14 series sẽ chính thức trình làng. Một số hệ thống đại lý đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi dành cho các mẫu iPhone cũ, cụ thể là 11, 12 và 13, nhằm xả hàng cũng như kích cầu mua sắm. Cụ thể, iPhone 11 bản 64GB giảm 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 11,5 triệu đồng. Bản 128GB giảm 10 triệu đồng từ 21,9 triệu đồng xuống còn 11,9 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 12 bản 128GB từ 26,9 triệu đồng xuống còn 17,5 triệu đồng. Bản 64GB giảm 9,5 triệu đồng, hiện chỉ còn 15,6 triệu đồng. Giá bán của iPhone 13 cũng giảm thêm 1 triệu đồng về mức 19 triệu đồng cho bản 128GB. Bộ đôi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đồng loạt giảm đến 2 triệu đồng, xuống mức giá lần lượt là 25 triệu đồng và 27 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, nhiều đại lý còn giảm thêm 500.000 đồng cho khách mua iPhone khi thanh toán qua VNPay. Lý giải cho điều này, nhiều đại lý cho biết giai đoạn cuối quý 2 và đầu quý 3 hàng năm là mùa thấp điểm của thị trường di động Việt, cùng với việc iPhone 14 sắp ra mắt. Do đó, dọn kho là việc làm thường niên và mức giá giảm mạnh của những chiếc iPhone đời trước là điều không thể tránh khỏi. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.